Giải cá nhân năm 2000. Vòng thứ 10. Hiện trạng qua 9 vòng thi đấu. Hồ Vinh Hoa đang dẫn đầu. Tiếp theo là Miêu Vĩnh Bằng, Hứa Ngân Xuyên, Lữ Khâm và Nhiếp Thiết Văn. Ván này Miêu Vĩnh Bằng gặp Hồ Vinh Hoa. Miêu cầm đỏ đi trước. Nếu ai thắng ván này, cơ hội đoạt vô địch rất cao. Còn nếu như hòa, thì Miêu Vĩnh Bằng có thể đứng thứ tư. Hồ Vinh Hoa vẫn có cơ hội vô địch. Miêu cầm đỏ đi trước dùng phi đọng. Hồ Vinh Hoa ứng phó bằng tiến tốt. Tiếp theo. Đỏ mã 6 tiến 7 ăn tốt. Đổi lại, như đỏ mã 6 tiến 5 ăn tốt đầu. Tiếp theo có thể là cờ đen khai cục vừa lòng. Miêu Vĩnh Bằng lựa chọn mã 6 tiến 7. Tiếp theo. Đến đây, cờ đỏ hơn tốt, nhưng tốc độ xuất quân hơi chậm. So ra, cờ đỏ hơi tốt hơn một chút. Đỏ tốt 3 tiến 1. Đổi lại, như đỏ pháo 7 tiến 7 ăn tượng. Tiếp theo. Mã 3 của đỏ khó đi.
Miêu Vĩnh Bằng top 3 tiến 1. Tiếp theo, Hồ Vinh Hoa ứng phó. Đến đây, cờ đỏ nhiều tốt hay hơn. Đen tốt 3 tiến 1. Đổi lại, đen tượng 5 tiến 7 ăn tốt. Tiếp theo có thể là cờ đỏ ưu thế. Ở đây đổi lại như đỏ không xe 7 tiến 1 mà đỏ đi xe 7 bình 6 ăn pháo. Tiếp theo, hòa cờ. Hồ Vinh Hoa tốt 3 tiến 1. Tiếp theo, suy nghĩ hồi lâu, Miêu Vĩnh Bằng quyết định đi pháo tiến 2 cầu biến. Ở đây đổi lại đỏ có thể đi pháo 9 tiến 1. Tiếp theo, đỏ lùi xe ăn tốt. Đổi lại như đỏ tốt 3 tiến 1. Tiếp theo, cờ đỏ khuyết tượng không được hay. Như đỏ lùi xe ăn tốt. Tiếp theo, đỏ xe 7 tiến 1. Đổi lại như đỏ xe 7 bình 5 ăn tượng. Tiếp theo, cờ đỏ mất tốt bất lợi.
Ít đỏ xe 7 tiến 1. Tiếp theo. Cờ đen khó thể thắng được. Ở đây, Miêu quyết định pháo 9 tiến 2. Tiếp theo. Đen bình xe đèo mã. Đổi lại. Đen tiến pháo chí cho đáy. Tiếp theo. Cờ đỏ ưu thế. Hồ Vinh Hoa xe 8 bình 7. Tiếp theo. Đen pháo 9 bình 7 là nước cờ cầu chiến. Đổi lại. Đen đi xe 7 tiếp 1 ăn mã. Tiếp theo. Khả năng hòa ván cờ rất cao. Hồ Vinh Hoa pháo 9 bình 7. Tiếp theo. Đỏ xe 8 tiến 2. Nước cờ vô tác dụng. Đổi lại. Đỏ nên đi xe 8 tiến 4 tuần hà. Nước cờ hay hơn. Miêu Vĩnh Bằng. Xe 8 tiến 2. Tiếp theo. Hồ Vinh Hoa ứng phó. Hồ Bình pháo sang 9. Dọa đưa xe đáy chiếu tướng. Nước cờ mạnh mẽ. Đỏ thăng xe lên hà. Không cách nào hay hơn. Đen dọa xe 2 tiến 3 đánh tượng. Đen pháo 9 bình 6, nước cờ hơi vội. Đổi lại, đen có thể đi tốt 4 bình 3. Đen có thể giành phần thắng dễ hơn. Hồ Vinh Hoa pháo 9 bình 6. Miêu Vĩnh Bằng ứng phó.
Đỏ mã 3 tiến 5. Dẫn đến thua cờ. Đổi lại. Đỏ lên pháo 6 bình 9. Đổi pháo. Tiếp theo. Đỏ mã 3 tiến 4. Đổi lại như đỏ sĩ 5 tiến 4. Tiếp theo. Đến đây, đỏ có 3 khả năng đi quân. 1 là đỏ đi tốt 3 bình 4. Cờ đỏ mất quân. 2 là đỏ đi mã 3 tiến 4. Cờ đỏ mất quân. Và 3 là đỏ đi sĩ 4 lùi 5. Tiếp theo. Cờ đỏ cũng mất quân. Như đỏ đi mã 3 tiến 4. Đến đây, đen có 2 khả năng. Đen xe 6 tiến 1. Tiếp theo. Cờ đen ưu thế, nhưng cờ đỏ có cơ hội mưu hòa. 2 là đen đi xe 6 bình 1 ăn pháo. Tiếp theo. Cờ đỏ có thể ứng phó được. Ở đây, Miêu Vĩnh Bằng lựa chọn mã 3 tiến 5. Tiếp theo. Pháo 1 tiến 4. Nước cờ tuyệt hay. Đỏ bình xe ăn pháo. Đổi lại như đỏ lùi tướng. Tiếp theo. Cờ đỏ mất xe. Miêu Vĩnh Bằng ăn pháo. Tiếp theo. Đỏ xô bàn chịu thua. Vòng cuối, Hồ Vinh Hoa đánh hòa với Nhiếp Thiết Văn. Hồ Vinh Hoa đoạt chức vô địch. Mời các bạn xem lại diễn biến của ván cờ. Thank you.
Miêu Vĩnh Bằng xô bàn chịu thua. Ván cờ này là ván thứ 6 liên tiếp thắng của Hồ Vinh Hoa ở vòng chung kết giải vô địch cá nhân năm 2000. Hồ Vinh Hoa 55 tuổi là tay cờ nhiều tuổi nhất vô địch giải cá nhân toàn Trung Quốc.